người đến với tụ bài của các bạn nhóm khí Bảo Bình Thiên Bình Song Tử. Đây là dự đoán tháng 5 dành cho các bạn. Hãy đón nhận thông điệp này của mình thật là cách một cách thật là cởi mở nhất. Nói nhiều quá thế bị nhịu mọi người ạ. Thì đối với đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với Bảo Bình nhá. Với Bảo Bình thì với những cái lá bài trà đây, chúng ta sẽ cùng xem là điều gì sẽ đến với các bạn trong tháng 5. Tháng 5 của bạn như thế nào? Thì mình thấy đầu tiên ý là các bạn sẽ được chăm sóc trong một cái giai đoạn mà bạn khó khăn nào đó. Mình lấy ví dụ như là chẳng may các bạn có bị bệnh hoặc là bị một cái vấn đề nào đấy chẳng hạn, thì các bạn cũng sẽ được mọi người hỗ trợ và chăm sóc các bạn rất là nhiều, quan tâm đến các bạn rất là nhiều. Số 2 thì mình thấy rằng là trong tháng 5 này có thể các bạn sẽ gặp phải một vài cái vấn đề nào đó có liên quan đến pháp luật. Có thể là bạn hoặc là có thể là những người xung quanh của bạn. Hoặc đôi khi những cái vấn đề pháp luật ở đây nó rất là đơn giản, đó chính là đôi khi là bạn đi ra ngoài quên không đội mũ bảo hiểm và bị các chú công an bắt chẳng hạn. Đấy, thì cái đấy nó cũng đã được tính là pháp luật này. Đó. Số 3 ở đây thì mình thấy là trong cái tháng này có thể các bạn sẽ đón nhận những cái sự kiện nó khá là kịch tính. Sự kiện kịch tính thì nó có rất là nhiều kiểu, có thể là vui kịch tính, có thể là nguy hiểm kịch tính, có thể là nghẹt thở, có thể là những cái tức là nó không bình yên đâu, nó sẽ xảy ra một vài cái sự kiện nào đó diễn ra ở đây. Và cuối cùng mình thấy là trong cái tháng này bạn hơi buồn một xíu. Hơi buồn, nói hơi buồn một xíu thì là giảm, nói nhẹ nó giảm nó tránh thôi, chứ thật ra là mình thấy là bạn cũng khóc đấy, cũng buồn đấy mà chưa rõ là vì điều gì đây. Cụ thể hơn với những lá tarot oracle ở đây á thì mình thấy là cái điều mà khiến bạn buồn ấy có thể nó sẽ liên quan đến những mối quan hệ của các bạn. Mình thấy là bạn rất là tâm huyết với một ai đó, với một cái mối quan hệ nào đấy. Bạn mình phải nói là bạn dành nhiều tâm huyết, bạn đổ cái cảm xúc của bạn vào đó và các bạn hy vọng vào cái mối quan hệ đấy nó rất là nhiều. Nhưng mà có thể cái mối quan hệ đấy nó đã không được giống như là các bạn kỳ vọng, và chính vì thế mà các bạn khá là thất vọng ở đây. Mình thấy là các bạn khá buồn nhá, vì mọi thứ nó không đi theo ý bạn trong chuyện tình cảm. Bạn buồn này, bạn có thể là uống uống bia uống rượu hoặc là chìm đắm vào những cái thú vui hoặc là những cái cảm xúc nào đó hay là cái cách nào đó để có thể giống như là thoát ra được khỏi những cái nỗi buồn ở đây. Thì mình thấy là cũng sẽ có người ở bên cạnh bạn hỗ trợ cho bạn, giúp đỡ cho các bạn, an ủi bạn trong lúc mà bạn đang gặp cái vấn đề về mặt tâm lý đó. Và có những lúc mình thấy là bạn rất là phân vân trong cái việc là bạn không biết cái mối quan hệ này là mối quan hệ lướt qua hay sẽ trở thành một mối quan hệ sâu sắc, và các bạn cứ đấu tranh ở trong hai cái sự lựa chọn đó. Ở đây một bên là The Lover, bên là Highly. Highly là một cái tình cảm mà nó mới mẻ, nó chớm chớm gì đó thôi, nhưng một bên lại là The Lover, một bên là một cái tình cảm mà có lẽ là các bạn suy nghĩ rằng là đã rất là sâu sắc rồi và kiểu cảm thấy là cái người này có thể đi cùng mình được trong khoảng một cái khoảng thời gian dài ấy. Thì mình cảm thấy là mình không biết là bạn rơi vào trường hợp nào, có thể là các bạn đang phân vân giữa người cũ và người mới, hoặc có những bạn ở đây là đang phân vân không biết là cái mối quan hệ hiện tại mà các bạn đang có ấy, đang suy nghĩ đến ấy, nó là một mối quan hệ có thể tiến xa hay là không thể tiến xa. Đấy, và mình thấy là bạn cứ bị trôi theo miên man ở trong cái suy nghĩ đó. Thì mình thật ra mình cũng không có câu trả lời cho các bạn. Mình chỉ thấy rằng là cái giai đoạn này của các bạn ấy nó sẽ đi đến hồi kết thôi, nó sẽ kết thúc thôi, bạn sẽ tìm ra được cái câu trả lời cho bản thân của mình thôi. Và trong lúc mà bạn khó khăn nhất ấy, thì mình thấy là sẽ có người ở bên cạnh giúp đỡ bạn, có thể là một cái người nữ trẻ tuổi nào đó. Người này thì có thể là cái tóc của họ có màu, có nhuộm tóc màu nhuộm vàng hoặc là nhuộm đỏ hoặc là nhuộm màu gì đấy, thì mình thấy là họ có thể là họ sẽ giúp bạn. Và mình thấy là thời điểm này là một thời điểm để các bạn sử dụng những cái kỹ năng của mình cũng như là cái sự tỉnh táo của bản thân để vượt qua những cái nỗi buồn mà các bạn đang có. Mình thấy là có thể một số bạn sẽ chọn cách là thay đổi về mặt ngoại hình bên ngoài cũng như là cách ăn mặc của bản thân ấy, để kiểu giống như thay đổi cái mood của bạn, thay đổi cái cảm xúc của bạn, thay đổi cái cảm nhận của bạn đối với cái cuộc sống này. Tụ này phải rút thêm, chứ còn thông tin ở đây quá ít để có thể biết là nó là cái gì và cái mối quan hệ này nó sẽ ra sao và vấn đề nó nằm ở đâu. Đấy, Page of Cup, The Wheel. Sao mà buồn ghê nhỉ. Mình thấy là có thể là các bạn chuẩn bị hoặc là đang bắt đầu khởi đầu một cái mối quan hệ nào đó, nhưng mà cái điều mình không biết, mình thực sự không biết là điều gì khiến cho bạn mà các bạn mệt thế, đau khổ thế, suy nghĩ nhiều đến thế, nhiều kiếm đến thế. Mình không nhìn ra được cái lý do là sao ấy các bạn ạ. The Sun.
có thể hiểu lý do rồi. Có thể là như mình nói là bạn đang phân vân, hoặc là đây là một mối quan hệ có tam giác, tức là một cái mối quan hệ, một cái triangle ấy, một cái mối tình tay ba ấy. Đấy. Hoặc là đấy là cái yếu tố đầu tiên. Hai là mình thấy là các bạn đang rất là phân vân giữa người cũ và người mới đấy. Kiểu như thế thì nó cũng đều là ý như nhau thôi. Mình thấy là bạn sẽ rơi vào cái trạng thái bùng binh này trong cái giai đoạn tháng 5 mà chưa ra đưa ra cho mình được cái kết quả một cách gọi là tốt đẹp nhất đâu, chưa thể đưa đâu. Đó. Cũng có thể một số bạn có liên quan đến người đã có gia đình, hoặc là cái người mà bạn thích ấy, hoặc là hai người bạn có đến với cái người đó nhưng cái người đấy có một cái vướng bận nào đấy với gia đình của họ chẳng hạn. Đó, thì nó có thể rơi vào rất là nhiều trường hợp ở đây. Thì cho dù trường hợp nào đi chăng nữa thì mình nói thật là trong cái tháng 5 này sẽ chưa thể đưa ra cho bạn được một cái sự tốt đẹp nhất đâu, một cái kết luận tốt đẹp nhất, một cái điều tốt đẹp nhất đâu, một cái quyết định đúng đắn nhất đâu. Mà mình thấy là bạn sẽ phải cần thêm thời gian. Có lời khuyên nào cho các bạn không chứ? Thông điệp dành cho Bảo Bình này. Very soon. Mình thấy là nếu như điều này chưa xảy ra với bạn mà bắt đầu chớm chớm có dấu hiệu ấy thì hãy để ý một chút, bởi vì điều này nó sẽ rất là sớm xảy ra với các bạn đấy. Healing Family Shoe Wedding. Có thể nhá, một trường hợp nữa nhá, là cái người này đã từng có gia đình hoặc là đã có con rồi. Đó, có thể là bố đơn thân hoặc mẹ đơn thân. Và nói chung là mình cảm thấy là nó sẽ là có một cái yếu tố nào đấy liên quan đến gia đình ở đây. Một là gia đình họ không đồng ý bạn, hai là họ có rào cản về mặt gia đình, hoặc là gia đình các bạn không đồng ý cái người này. Đấy, đại loại là nó sẽ phải có một cái điều đó. Bởi vì là mình cảm thấy có một cái sự day dứt lắm. Tại sao bạn yêu họ như vậy, tại sao bạn có tình cảm với họ như vậy mà bạn đau khổ thế? Nó phải có một cái mấu chốt nào đó nó ở đây. Thì mình cũng báo luôn với các bạn là tháng 5 này có thể là sẽ chưa thể đưa ra được cái quyết định cuối cùng. Mọi thứ nó sẽ ra sao, nó sáng tỏ đâu. Mình nghĩ là phải cuối tháng 5 thì mới có cái quyết định cuối cùng cho cái câu chuyện này. Mà mình cũng không biết là nó sẽ có thể diễn tiến theo chiều hướng như nào đâu, bởi vì hiện tại nó cũng đang rất là giằng xé, và cũng như là nó là một cái tình huống rất là phức tạp, không dễ gì có thể phân tích hoặc là nói được. Ok, thì thôi trải nghiệm thử xem nó là cái gì nhá. Đó là tụ số 1, thì ta là bạn 2. Đến với tụ bài của các bạn Thiên Bình. Đây là dự đoán tháng 5 dành cho các bạn. Hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Và đây là trải bài chung, chính vì vậy không thể đúng với tất cả mọi người được. Chúng ta sẽ bắt đầu với những lá bài trà đây để làm rõ về tháng 5 của các bạn Thiên Bình nhé. Đầu tiên ý, thì mình thấy rằng là trong tháng 5 của Thiên Bình, mình thấy là tiền bạc và sự thịnh vượng ý, nó có thể sẽ đến với cuộc sống của các bạn. Và nó sẽ đến dưới rất là nhiều dạng khác nhau. Có thể là ai đấy cho bạn tiền, bạn được thừa kế, bạn chiến thắng, hoặc một vận may nào đó được đến với các bạn. Mình lấy ví dụ như bạn có một cái vận may đầu tư đầu đấy, và tự nhiên bạn chỉ đầu tư kiểu hớt váng thôi, đầu tư một tí thôi là bạn đã có lãi rồi chẳng hạn. Đó, ví dụ như thế. Cái số 2, mình thấy là cái cuộc sống của bạn nó đang có những cái sự thay đổi đến với cuộc sống của các bạn. Cụ thể nó là điều gì và cái mức độ nó ra sao ấy, thì mình nghĩ là phải từ từ mới có thể chiêm nghiệm được cái điều này. Số 3 ấy, thì mình thấy rằng là trong cái tháng 5 của các bạn Thiên Bình, có thể là các bạn cũng sẽ hơi bị quá một chút. Có những cái yếu tố liên quan đến mặt tình dục của các bạn. Đó, hơi quá một tí đấy. Cho nên là hãy tiết chế lại, cũng như là hãy xem xét cẩn thận nha. Cái gì quá thì nó cũng không tốt đâu, giữ cân bằng thì mới khó thôi. Và cuối cùng ấy, thì mình thấy là bạn có thể là sẽ có một cái sự tương tác với một cái người nào đó, và người này rất là cứng đầu nhá. Người này rất là cứng đầu và họ không bao giờ chịu thay đổi đâu nha. Kể cả bạn có nói nhẹ hay nói nặng hay là có như thế nào đi chăng nữa thì người này đều rất là cứng đầu và họ không có thay đổi đâu. Họ không có lắng nghe đâu, không có gì đó đâu. Nên là mình thấy là bạn đừng phí lời với họ làm gì nhiều cho mệt. Thực sự là như thế. Cụ thể hơn với những lá tarot và oracle ở đây thì mình thấy là tháng này ấy, cái cảm xúc của các bạn ấy nó sẽ lên rất là cao. Tức là có những lúc mà các bạn cảm thấy rất là vui, nhưng mà cũng có lúc các bạn cảm thấy rất là thất vọng và rất là buồn. Thì mình thấy là cái cảm giác
cái cảm giác ở đây á của các bạn ấy buồn ấy thì nó cũng không không phải là quá nhiều đâu, nhưng mà nó mình thấy là nó kiểu giống như là nó không phải là buồn mà nó là cái cảm giác mà đôi khi bạn cảm thấy cô đơn ấy, cảm thấy không ai hiểu được mình ấy, đó chính là cái cảm giác đó. Có thể cảm thấy cô đơn, cảm thấy không ai hiểu được mình, rồi là mình thấy là có một cái cảm giác gì đấy rất là lẻ loi trong cái tháng năm này của các bạn thiên bình. Và mình thấy bản thân bạn ấy cũng là một cái người mà tính cách có thể là rất là chịu nhún nhường người khác. Không cần biết các bạn cung gì nhưng có thể bạn là một cái người rất là nhún nhường người khác, và bạn sẵn sàng chịu thiệt về bản thân của mình miễn là để cho người khác những cái điều tốt đẹp. Thì ở đây có thể là tháng năm này bạn cũng sẽ phải là cái người chịu ấm ức đấy, tương đối ấm ức đấy, trong những cái vấn đề liên quan đến gia đình của bạn hoặc là những cái mối quan hệ xung quanh. Mình lấy ví dụ như một ai đấy rất là đành hanh, bạn có một mối quan hệ với một ai đấy rất là đành hanh, họ cứ bắt nạt bạn, họ rất là vô lý, họ rất là không biết trước biết sau, không biết đúng biết sai, và các bạn luôn là cái người phải chịu trận, phải nhường này, hoặc là phải thậm chí là mình không có lỗi đâu mà mình vẫn phải đi xin lỗi người ta đấy, kiểu kiểu như thế đó. Thì mình thấy là thực sự là đó là một cái cảm giác rất là khó chịu, và đó là một cái cảm giác mà kiểu giống như là không ổn. Mình thấy là có thể bạn sẽ, mặc dù bạn không làm sai, nhưng trong tháng năm này có thể bạn sẽ phải đi xin lỗi ai đó. Đấy, có thể là trong gia đình của bạn, hoặc là trong những cái vấn đề nào đó ở đây, trong những cái người nào đó ở đây. Nhưng mà mình thấy là bạn cũng đã đến lúc ấy, bạn thực sự là không xứng đáng để mà phải chịu tất cả những cái nỗi buồn đó, tất cả những cái sự tổn thương đó. Mình thấy là bạn cũng tổn thương chán chê rồi chứ không phải là không, tức là bạn cũng nghĩ và bạn cũng buồn vì điều đó từ rất là lâu rồi, nhưng mà xong rồi về sau các bạn kiểu quen dần ấy thì các bạn cũng kệ, các bạn cũng nghĩ là cái việc đấy mà bạn nhịn đi một tí mà bạn giữ được hòa bình ấy thì nó cũng là một điều tốt. Thì mình nghĩ là thôi thì mỗi người có một cái suy nghĩ, có một cái quan điểm sống nó khác nhau. Với tính của mình thì mình sẽ không chịu được điều này, nhưng mà với tính của các bạn có thể là các bạn cũng không thích xung đột ấy, thì mình nghĩ là ừ thôi thì tùy thôi, cái sự lựa chọn của các bạn thôi. Thì mình thấy là có thể bạn sẽ vẫn chọn nín nhịn trong một tình huống nào đó để cho mọi thứ nó nhà cửa, rồi cho mọi thứ nó êm ấm đối với nhau. Và mình thấy là trong cái tháng, trong cái mình thấy rằng là có những bạn ấy, các bạn biết là mình sẽ không ở với gia đình lâu và không ở với cái người đành hanh đấy lâu đâu, các bạn biết là như thế. Cho nên là các bạn, khi các bạn biết là mình kiểu giống như là kiểu trước sau gì mình cũng đi khỏi đây, trước sau gì mình cũng không gắn bó với những cái người này nữa, cho nên là kiểu cái khoảng thời gian còn lại với những cái người này thì mình chiều họ nốt thôi, kiểu kiểu như thế. Và mình thấy là nếu như bạn có khó khăn về mặt tiền bạc tài chính ở hiện tại thì như mình nói rằng trong tháng năm này mọi thứ nó sẽ bắt đầu có những cái bước thay đổi tốt đẹp hơn đến với cuộc sống của các bạn. Nói chung mình cảm thấy bạn là cái người chịu thiệt rất là nhiều, sẵn sàng chịu thiệt, thiệt về cả tinh thần, thiệt về cả quyền lợi, thiệt về cả tiền bạc luôn đó. Và đôi khi cái sự cho đi của bạn người ta cũng không có được nhìn nhận nhiều cho lắm đâu, nhưng mà miễn là các bạn cảm thấy vui thì là được, các bạn thích thế nào thì nó là như vậy thôi. Ok. Tiếp nha. Và mình nghĩ là kiểu với những người xung quanh thì các bạn cũng không hẳn là một cái người mà nhường nhịn như thế đâu, mà chỉ có với gia đình của mình thôi. Gia đình thì lại là một cái yếu tố rất là khác, rất là khó nói đúng không? Có thể là ra bên ngoài bạn rất là kiểu đòi quyền lợi cho mình, nhưng mà về đến nhà cái là bạn nhường hết. Thông điệp dành cho tụ bài số mấy đây? Số 2. Thông điệp dành cho tụ bài số 2. Purification, mình thấy là bạn đang rất là cần nghỉ ngơi ở giai đoạn này đấy nhá. Bạn đang cần nghỉ ngơi, cần ở một mình để thanh lọc cái cảm xúc của bản thân các bạn. Nhưng mà mình thấy là ok, bạn có thể kiểu chịu thiệt vì người khác, chịu thiệt vì gia đình của mình cũng được, nhưng mà cũng đừng quên bản thân của mình cũng cần được nghỉ ngơi, cần được chăm sóc, cần được thư giãn, cần được thanh lọc nha. Mình thì mình thấy rằng là bạn cứ chịu đựng ấy, cảm giác nó là một cái cảm giác chịu đựng ở trong cái tháng năm này. Nhưng mà mình thấy là cái tâm hồn của bạn, cái bên trong của bạn ấy thì lại rất là ổn, nó cũng rất là bình yên. Cho nên là mọi thứ nó cũng không, tức là bởi vì là bạn không có suy nghĩ tính toán gì, thành ra là bạn cũng không bị mệt về tâm lý. Thông điệp dành cho số 2 nhé.
ở đây các bạn một lần nữa có lá purification. Hai lá bài đều đề cập đến cái việc đấy chính là bạn có thể sử dụng nước để có thể thanh lọc cơ thể của mình, tắm này, uống nhiều nước này. Đó, rồi là đi đến những nơi có nước xanh mát gì đó để thư giãn bản thân của mình nhiều hơn thì bạn sẽ tìm được cái sự bình yên nhá. Và mình thấy là gia đình nó luôn là một cái yếu tố rất là quan trọng đối với các bạn. Và cái trọng tâm tháng 5 này của các bạn ấy nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến từ gia đình. Đó là số 2 dành cho các bạn. Song tử, đây là dự đoán tháng 5 dành cho các bạn. Và hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất, vì đây là trải bài chung nên không thể đúng với tất cả mọi người được. Chúng ta lại bắt đầu với những lá bài trà đây nhá. Bài trà đây nhìn lướt qua cái này thấy đẹp rồi. Đầu tiên đối với các bạn song tử ấy, đấy chính là cuộc sống của các bạn chuẩn bị sẽ đón nhận một cái sự thay đổi tốt đẹp đến với các bạn. Đây là một cái sự thay đổi rất là tuyệt vời nhá. Trong cái bộ bài trà này nó có hình như là hai lá, mình không nhớ lắm, đều đề cập đến cái sự thay đổi. Hai ba lá gì đấy đề cập đến sự thay đổi. Một lá bài là vẽ hình mặt trăng hay mặt trời ấy, một lá bài là vẽ hình con sâu, và một lá bài này vẽ hình con bướm. Thì mình thấy cái sự thay đổi này là sự thay đổi được vẽ đẹp nhất và tốt nhất này, mang ý nghĩa tốt nhất này. Thì mình thấy là bạn có được cái lá bài này về sự thay đổi. Số 2 mình thấy rằng là có một cái cam kết nào đó sẽ thành công ở đây. Cái cam kết này có thể là ví dụ như bạn có một cái cam sẽ trong tháng 5 bạn sẽ có cam kết với cả một cái người mà bạn sẽ kết hôn hoặc đính hôn, hoặc là cam kết với nhau lên kiểu đang từ mối quan hệ tìm hiểu nhau ấy, thì các bạn quyết định là lên những mối quan hệ yêu nhau. Cái thứ hai nữa, hoặc là cái cam kết, cái hợp đồng này nó có liên quan đến doanh nghiệp của bạn, liên quan đến công ty của các bạn, liên quan đến công việc của các bạn nữa nha. Số 3 ấy, thì mình thấy rằng là đây là một cái giai đoạn của cái sự thịnh vượng và sự đầy đủ. Nó sẽ đến với cuộc sống của các bạn. Mình nói thật, mấy cái lá bài trà này toàn lá bài đẹp, không chê được một cái lá bài nào của các bạn luôn ấy. Thì mình thấy rằng là sẽ có một cái sự thịnh vượng, sẽ có một cái sự tốt đẹp nào đó nó đến với cuộc sống của các bạn ở trong cái thời điểm này. Và cuối cùng ấy, thì mình thấy là bạn sẽ có được cho mình một cái chiến thắng trong một cái lĩnh vực nào đó, trong một cái vấn đề nào đó ở đây. Mình lấy ví dụ như là bạn sẽ chiến thắng ở trong cái lĩnh vực liên quan đến công việc, liên quan đến dự án của các bạn chẳng hạn, hoặc là bất kỳ một cái lĩnh vực nào đó. Cụ thể hơn với những lá Tarot và Oracle ở đây ấy, thì mình thấy là mặc dù là những cái lá bài bài trà ở đây nó rất là đẹp, nhưng mà với những cái lá bài Tarot và Oracle ở đây thì lại rất nhiều drama. Đầu tiên ý, nhưng mà drama này là drama nó tốt nha. Nó tốt tức là nó xảy ra để mình nhìn nhận vấn đề, giải quyết nó và thoát khỏi nó. Thì mình thấy là trong tháng 5 này bạn sẽ nhận ra được bộ mặt thật của những cái người mà họ không thật lòng với bạn. Vì đây các bạn có lá The Harlequin Queen này và lá Judgment đây nữa, thì mình thấy rằng là sẽ có sự sáng tỏ được diễn ra ở đây. Bạn nhận ra ai đó họ không tốt như là bạn nghĩ, và cái người này vô cùng nhiều chuyện nha. Họ vô cùng nhiều chuyện, họ nói rất là nhiều và họ buôn chuyện cũng như là xuyên tạc rất là nhiều về bạn. Xuyên tạc rồi là phù phép, rồi là nói theo cái kiểu giống như là tả con gà mà thành con công ấy mọi người. Đấy, thì mình thấy là bạn sẽ nhận ra được cái điều này. Tức là lúc đầu có thể bạn đánh giá người này rất là cao, bạn nghĩ là cái người này là người sâu sắc, là người có thể là nói ra những cái lời hay ý đẹp, rồi là họ có thể có một cái nhìn rất là đúng đắn. Nhưng mà cái người này không phải là cái người như thế đâu. Họ chỉ đang tạo ra cho mình một cái bộ mặt nhìn bề ngoài là tốt đẹp vậy thôi. Và mình thấy là bạn nhận ra được điều này và bạn đề phòng cái người này nha. Và có thể là bạn sẽ dừng lại mối quan hệ với cái người này. Thậm chí mình thấy có thể bạn sẽ làm lên một trận để mà cho cái người này biết là ta đã biết bộ mặt thật của mi rồi đấy, đừng có nói thêm một cái gì, cũng như là đừng làm thêm một cái gì nữa. Đấy, kiểu như thế. Thì mình thấy đây là một điều tốt thôi các bạn ạ. Mình thấy là trước kia kiểu giống như là bạn tôn trọng họ, bạn nghĩ là những lời họ nói là đúng, nhưng rồi về sau bạn phát hiện ra là không phải điều như thế. Họ nói một đằng, họ làm một nẻo khác nhau. Đó, và mình thấy ở đây có lá stop ở đây. Thì mình thấy là đây là một cái thời điểm tốt để mà các bạn nhận ra được cái vấn đề này, và các bạn dừng lại mối quan hệ với họ, hoặc không, ít nhất nếu như không dừng được mối quan hệ với họ thì bớt chia sẻ với họ và tỉnh táo trong việc đối xử đối với họ. Đó, thì vừa đây chúng ta có lá no này, lá stop này, thì mình thấy là nó sẽ có sự dừng lại ở đây. Và điều này là tốt, nhưng mình vẫn nói điều này là tốt, vì nếu như các bạn không phát hiện ra sớm ý, thì có thể bạn bộc lộ với họ nhiều những cái vấn đề hơn trong cuộc sống của bạn dành cho họ ấy, sẽ bị họ nắm thóp bạn. Đó, họ bắt bài bạn. Đó, thì mình gọi là nắm bắt. Ok, thì cái con chim cánh cụt này, mình rất là thích lá bài này, vì nó rất là thực tế luôn ấy. Là
giống như là bạn nhận ra được cái người này xấu rồi thì bạn sẽ dừng ở trên bờ. Bạn không nhảy xuống đây nữa, vì nếu như bạn nhảy xuống đây, một ngày nào đó bạn sẽ trở thành con mồi cho chính cái con cá mập này. Đây là cá mập đấy chứ không phải là cá bình thường đâu. Thì mình thấy là bạn sẽ làm lên một trận này và làm rõ mọi thứ ra này để cho mọi người nhận ra, và những cái người này họ nhận ra bạn ấy là không phải là dạng vừa đâu để mà bắt nạt nha, để mà không phải là dạng vừa đâu để mà muốn nói gì thì nói nha. Và mình thấy rằng là bạn cảm thấy rất thoải mái khi mà nói ra được, khi mà giải quyết được vấn đề, khi mà mọi thứ nó được lôi ra. Và mình cũng có nói trong một cái trải bài của mình ấy, là khi mà hôm nọ mình có lướt cái bài viết của một cái pet chiêm tinh ấy, mình không nhớ là pet nào, nhưng có nói rằng là đúng là mùa sao thủy nghịch hành, được gọi mùa sao thủy nghịch hành, thì tức là bằng cái câu nói đấy chính là đừng để vụ này chìm xuồng. Thì mình thấy là đúng, vụ này không thể chìm được vì các bạn lôi lên và các bạn giải quyết. Thì mình thấy đây là điều tốt, vẫn ủng hộ các bạn vì chính điều này nó sẽ đem đến cho bạn những cái khởi đầu tốt đẹp hơn nhá. Những cái điều tốt đẹp hơn nó đến với các bạn, ủng hộ các bạn. Và mình thấy là có một cái nhân vật nào đấy cũng ủng hộ các bạn, đứng ra có thể là dàn xếp và giúp đỡ. Đến cuối cùng mình thấy cái mối quan hệ này nó không tệ lắm đâu, nhưng mà ít nhất là bạn dằn mặt được cho họ thấy rằng là bạn không phải là dạng vừa, và đừng hòng bắt nạt bạn, hay là đừng hòng để mà qua mặt các bạn đó. Và bạn biết là tôi biết bạn là người như thế nào rồi đấy đó. Và khi bây giờ khi bạn làm bất kỳ cái điều gì ấy, bạn phải suy nghĩ và hành động chín chắn hơn, đừng để có gây ảnh hưởng gì đến tôi đó. Thì mình thấy đây là một điều hay, một điều tốt mà. Và cũng có thể chính cái điều này nó làm tiền đề rất là nhiều những cái thứ tốt đẹp hơn nó đến với bạn, như mình nói là những mối quan hệ cam kết, những sự thay đổi tuyệt vời. Và mình thấy là bạn chiến thắng được trong cái điều này, tức là trong việc này bạn không sai, trong việc này bạn đang làm đúng, đang phân định đúng ở đây, và nó buộc phải bùng lên. Mình thấy là bạn cứ mạnh dạn làm đi, đừng có sợ, đừng kiểu giấu đi hoặc là chịu thiệt đi hay là gì đấy, rất ấm ức, rất khó chịu, và người này họ không hề nhận ra được cái bài học cho họ đâu. Bạn phải bùng lên, bạn phải làm bùng lên. Winter End này này, đấy, tội tình gì cứ bùng lên cho mình đi, mình ủng hộ các bạn luôn đấy. Chắc là cũng chịu đựng lâu rồi, bạn cũng chịu đựng lâu rồi, chưa có bằng chứng mà cũng chưa biết được là người này như nào, nhưng nếu đến cuối cùng thì nó sẽ có những cái sự kiện đưa đẩy nó đến ấy, và nó thổi bùng lên cái ngọn lửa uất ức khó chịu. Và như một lẽ tự nhiên thì giống như cái núi lửa ấy mọi người, hoặc là cái ấm nước mà nó sôi ấy, thì nếu như mà nó nó sôi ấy thì nó sẽ phải kêu réo lên, nó phải bùng lên mà, đúng không? Nhưng mà mình thấy là nếu như mà sau khi cái câu chuyện này nó xong, nó được giải quyết xong xuôi rồi ấy, thì hãy buông bỏ nó, đừng để cho nó trở thành một cái thứ gì đấy ám ảnh các bạn nha. Giải phóng bản thân mình khỏi điều này luôn. Rồi, đó là các bạn số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhớ like đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye.